Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả của Đài Châu Tự Do. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin truyền hình tối thứ sáu, ngày 30 tháng 9. Kính thưa quý vị, bão số 5 đổ vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Quảng Ninh vào chiều ngày hôm nay đã khiến hơn 24.000 người phải sơ tán tránh bão và gây mưa lớn. Theo báo cáo sơ bộ của Văn phòng Thường trực, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đến 4 giờ chiều ngày hôm nay, tại tỉnh Quảng Ninh, bão số 5 đã làm tốc mái 212 ngôi nhà, chìm 6 tàu thuyền, 255 hecta hoa màu và lúa bị ngập, ước tính thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ tiến vào đất liền theo hướng giữa tây và tây tây bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp rồi tan dần. Cơ quan khí tượng thủy văn tiếp tục phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ quét và sạt lở ở vùng núi, ngập ở vùng trũng. Cũng liên quan đến thiên tai, thưa quý vị, trận lũ lịch sử có thể nói là tồi tệ nhất trong 10 năm qua tại Việt Nam đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng tại miền Nam Việt Nam. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Tỉnh An Giang là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 4 người bị chết và gần 3.500 ngôi nhà bị ngập. Hơn 100 hộ gia đình phải di rời và 3.500 hecta hoa màu và lúa cùng 100 km đường bị ngập lụt. Tại Đồng Tháp, có 4 người chết và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, giao thông bị ngưng trệ, các trường học phải đóng cửa. Quay sang tin khác thưa quý vị, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay yêu cầu Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho 15 người hoạt động tôn giáo và chấm dứt các hành động đàn áp tôn giáo. Những người này lần lượt bị chính quyền Việt Nam bắt giữ từ tháng 7 năm nay. Ba người công giáo đầu tiên bị bắt vào ngày 30 tháng 7 tại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh khi chuẩn bị lên máy bay đi nước ngoài. Đã có 10 người trong số này bị cáo buộc tội vi phạm điều 79 Bộ luật hình sự và có thể phải đối mặt với án tù từ 5 đến 15 năm hoặc thậm chí là án tử hình. Rất nhiều người trong số này có liên quan với giáo sứ Thái Hà ở Hà Nội và giáo sứ Kỳ Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng những sự vụ bắt giữ này cho thấy sự căm ghét của chính phủ đối với những người theo đạo không thuộc sự quản lý của nhà nước. Đài Á Châu tự do có nhiều bài tường trình về vấn đề này tại trang web của đài ở địa chỉ www.rfa.org gạch chéo Việt Nam. Mời quý khán thính giả vào đọc nghe và xem thêm chi tiết. Liên quan đến quan hệ Mỹ Việt, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã ngưng chương trình viện trợ cho Việt Nam tìm kiếm những người lính mất tích trong chiến tranh cho đến khi nào Hà Nội hứa sẽ tìm kiếm cả những người lính mất tích thuộc quân đội của hai miền Nam và Bắc. Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb cho biết như vậy vào ngày hôm nay hồi tháng 1 năm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo hai nước đã ký một thỏa thuận trị giá 1 triệu đô la kéo dài 2 năm để Hoa Kỳ giúp Việt Nam tìm kiếm những người lính mất tích trong chiến tranh. Sự trợ giúp bao gồm đào tạo, trao đổi thông tin, cung cấp trang thiết bị và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, trong một văn thư mới đây, Thượng nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương kêu gọi chính phủ Mỹ hãy tạm ngưng chương trình tài trợ này cho đến khi nào Việt Nam đảm bảo sẽ tìm kiếm những người lính của cả hai phía một cách công bằng. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo cho phía Việt Nam quyết định này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có phản ứng chính thức nào từ quan chức của chính phủ hai nước về tuyên bố này. Hà Nội cho biết có khoảng 300.000 người lính thuộc quân đội Bắc Việt Nam bị mất tích trong cuộc chiến kết thúc vào năm 1975. Hiện vẫn chưa có con số thống kê về số người lính mất tích trong chiến tranh thuộc quân đội phía miền Nam Việt Nam. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.